Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Đại học Phố Hiến. Việc điều chỉnh quy hoạch để cụ thể hóa các định hướng của tỉnh trong thời gian tới nhằm thu hút các trường, cơ sở giáo dục đại học về đầu tư xây dựng. Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên 116 ha thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Hai nội dung điều chỉnh là về chức năng sử dụng đất của 3 khu vực và về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tại khu vực số 1, điều chỉnh cục bộ khu đất nằm ở phía tây nam khu Đại học Phố Hiến với diện tích gần 69 ha. Khu vực số 2, điều chỉnh cục bộ tuyến đường trục phía nam khu Đại học Phố Hiến với diện tích trên 13 ha và khu đất công cộng ở phía đông nam tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình với diện tích trên 1 ha. Khu vực số 3, điều chỉnh cục bộ khu cây xanh công cộng nằm ở khu vực trung tâm khu Đại học Phố Hiến với diện tích gần 33 ha. Việc điều chỉnh chủ yếu chuyển chức năng sử dụng giữa một số loại đất là đất thể dục thể thao, đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất ở thấp tầng, đất cây xanh công viên, đất công cộng đại học và đất giao thông. Việc điều chỉnh cục bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm cập nhật thể hiện chi tiết hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường trục phía nam của khu Đại học Phố Hiến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai xây dựng.